quý vị đang lắng nghe chuyên mục Lời Sống Hàng Ngày trên kênh của Hội Thánh Tin Lành Giô-suê. Lời Sống Hàng Ngày, lời Đức Chúa Trời sống động mỗi ngày. Mến chào hết thảy con dân của Chúa trong chuyên mục Lời Sống Hàng Ngày. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đọc và suy gẫm trong sách Ê-sê-chiên đoạn 13 đến đoạn 15. Tôi xin phép đoạn 13, bọn tiên tri giả. Có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi, hỏi con người, hãy nói tiên tri chống lại bọn tiên tri của Israel là những kẻ đang nói tiên tri. Và con hãy bảo bọn nói tiên tri theo ý riêng mình rằng, hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va. Chúa Giê-hô-va phán, khốn cho bọn tiên tri dạy dỗ theo thần riêng mình và không thấy gì cả. Hỏi Israel, bọn tiên tri của ngươi giống như những con cáo ở chốn hoang tàn. Các ngươi chưa từng đưa lên chỗ sức mẹ mà không sửa lại tường thành cho nhà Israel để nó có thể đứng vững mà chiến đấu trong ngày Đức Giê-hô-va. Chúng đã thấy điều hư không và bói toán dối trá. Chúng nói rằng Đức Giê-hô-va có phán, nhưng Đức Giê-hô-va đã không sai chúng. Thế mà chúng mong rằng Ngài làm cho lời chúng trở thành sự thật. Chẳng phải các ngươi đã thấy khải tượng hư không và bói toán dối trá khi các ngươi nói rằng Đức Giê-hô-va có phán, mà thật ra ta chưa hề phán sao? Vì thế, Chúa Giê-hô-va phán, vì các ngươi nói những lời hư không, thấy những điều dối trá, nên ta chống lại các ngươi. Chúa Giê-hô-va phán vậy, tay ta sẽ chống lại bọn tiên tri thấy khải tượng hư không, bói toán dối trá. Chúng sẽ không dự vào hội đồng của dân ta nữa, không được ghi vào sổ nhà Israel, và không bước vào đất của Israel. Bây giờ, các ngươi sẽ biết ta là Chúa Giê-hô-va thật vậy, vì chúng lừa dối dân ta, nói rằng bình an, mà chẳng có bình an gì cả. Khi có ai xây tường, thì này, chúng trách vôi trắng lên, hãy nói với bọn trách vôi trắng đó, rằng tường ấy sẽ sụp đổ xuống. Mưa to sẽ đến, hỏi mưa đá lớn, ngươi sẽ xa xuống, và gió bão sẽ xé rách tường ấy. Khi tường đổ xuống, chẳng phải người ta hỏi các ngươi rằng, vôi mà các ngươi đã chết trên tường bây giờ ở đâu rồi? Vậy nên Chúa Giê-hô-va phán, trong cơn giận ta sẽ khiến gió bão xé rách nó, trong cơn thịnh nộ ta sai mưa lũ đến, và trong cơn giận dữ ta giáng mưa đá lớn hủy diệt nó. Ta sẽ phá đổ bức tường mà các ngươi đặt chất vôi trắng lên, hạ nó sát đất đến nỗi chỉ còn trơ trụi cái nền của tường. Khi tường đổ xuống, các ngươi sẽ bị tiêu diệt trong đó và biết rằng ta là Đức Giê-hô-va. Ta sẽ trút hết cơn giận trên tường và kẻ chất vôi trắng trên nó. Ta sẽ nói với các ngươi rằng tường chẳng còn nữa, những kẻ chất vôi cũng vậy. Họ là các kẻ tiên tri của Israel đã nói tiên tri về Jerusalem và thấy khải tượng bình an cho thành ấy mà không có bình an gì cả. Chúa Giê-hô-va phán vậy, hỏi con người, con hãy quay mặt lại với các con gái của dân tộc con là những kẻ nói tiên tri theo ý riêng mình, và con hãy nói tiên tri chống lại chúng. Hãy bảo chúng rằng Chúa Giê-hô-va phán, khốn cho những đàn bà mai dải bùa đeo nơi cổ tay và làm khăn che đầu đủ cỡ để săn linh hồn. Các ngươi muốn săn đuổi linh hồn dân ta để bảo vệ linh hồn các ngươi sao? Các ngươi đã làm nhục ta giữa dân ta vì mấy nắm mạch nha và mấy miếng bánh mì. Các ngươi lừa dối dân ta là kẻ thích nghe những lời dối trá để giết chết những kẻ không đáng chết và cho sống những kẻ không đáng sống. Vì thế Chúa Giê-hô-va phán, này, ta ghét những dải bùa của các ngươi mà các ngươi dùng để săn linh hồn như đánh bẫy chim. Ta sẽ rút họ ra khỏi cánh tay các ngươi và thả những linh hồn mà các ngươi đã săn như chim ấy. Ta cũng sẽ xé khăn các ngươi và cứu dân ta khỏi tay các ngươi. Họ sẽ không ở trong tay các ngươi như miếng mồi nữa. Bây giờ các ngươi sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va, vì các ngươi lấy điều dối trá làm nản lòng công chính mà chính ta cũng chưa bao giờ làm họ nản lòng. Nhưng các ngươi làm cho tay kẻ ác mạnh lên để chúng không từ bỏ đường lối ác mình hầu được sống. Các ngươi sẽ không còn thấy khái tượng hư không và coi bói toán nữa. Ta sẽ cứu dân ta thoát khỏi tay các ngươi, và bây giờ các ngươi sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va. Đoạn 14. Trừng phạt kẻ thờ hình tượng. Một vài trưởng lão của Israel đến với tôi và ngồi trước mặt tôi. Bây giờ có một lời Đức Giê-hô-va phán với tôi, hỏi con người, những kẻ này
mang thần tượng mình trong lòng và đặt trước mặt mình sự gian ác gây cho bác phạm. Vậy ta có nên để họ tiếp tục cầu hỏi ta chăng? Vì thế, hãy nói với họ rằng, Chúa Sê-va phán, nếu người nào trong nhà Israel mang thần tượng mình trong lòng và đặt trước mặt mình sự gian ác gây cho bác phạm, rồi người ấy lại đến với nhà tiên tri, thì chính ta là Đức Sê-va sẽ trả lời cho nó về vô số thần tượng của nó. Như thế, ta sẽ thu phục lòng dân Israel vốn đã lìa xa ta vì thần tượng. Vì vậy, hãy nói với nhà Israel rằng, Chúa Sê-va phán, hãy quay trở lại, từ bỏ thần tượng các ngươi, quay mặt khỏi mọi sự kinh tởm của các ngươi, vì tất cả mọi người Israel hay khách lạ trú ngụ trong Israel đã lìa xa ta mà mang thần tượng mình vào lòng và đặt trước mặt mình sự gian ác gây cho pháp phạm, rồi đến với nhà tiên tri để cầu hỏi ta, thì chính ta là Đức Sê-va sẽ trả lời cho nó. Ta sẽ hướng mặt chống lại người ấy, khiến nó trở nên dấu lạ và câu tục ngữ. Ta sẽ loại bỏ nó khỏi dân ta. Bây giờ các ngươi sẽ biết ta là Đức Sê-va. Nếu kẻ tiên tri nào bị dụ dỗ mà nói lời nào đó, thì chính ta, Đức Sê-va, sẽ để cho kẻ tiên tri ấy bị dụ dỗ, và ta sẽ giang tay chống lại nó, tiêu diệt nó khỏi dân Israel của ta. Cả hai sẽ bị trừng phạt, sự trừng phạt dành cho kẻ tiên tri và sự trừng phạt dành cho kẻ câu hỏi đều như nhau. Nhờ đó, nhà Israel không còn làm lạc xa cách ta nữa và cũng không làm ô uế mình nữa bởi mọi vi phạm. Nhưng họ sẽ làm dân ta và ta sẽ làm Chúa Trời của họ. Chúa Sê-va phán vậy. Có lời Đức Sê-va phán với tôi, hỏi con người, đất nước nào không trung thành và phạm tội chống lại ta, và ta sẽ giơ tay ra chống lại nó, cắt đứt nguồn lương thực của nó, giáng cơn đói kém và diệt hết những người cùng thú vật trong đó. Thì dù trong đất nước đó có ba người này là Noe, Tren và Giớp, cũng chỉ cứu được linh hồn của họ nhờ sự công chính của họ. Chúa Sê-va phán vậy, nếu ta sai thú dữ đi khắp nơi phá hại và khiến đất hoang vu đến nỗi chẳng ai dám đi ngang qua vì sợ thú ấy, và nếu trong xứ đó có ba người đó, Chúa Sê-va phán thật như ta hằng sống, họ cũng chẳng cứu được con trai hay con gái của họ, nhưng họ chỉ được cứu mỗi linh hồn mình, còn đất thì bị hoang vu. Hay là nếu ta sai rươm đao đến trên đất đó và phán rươm đao phải trải qua trong xứ và ta tiêu diệt người và thú vật trong đó, thì dù trong xứ đó có ba người đó, Chúa Sê-va phán thật như ta hằng sống, họ cũng chẳng cứu được con trai hay con gái của họ, nhưng chỉ cứu được một mình. Hay là nếu ta sai ôn dịch đến trong đất đó, nếu ta trút cơn giận mà làm đổ máu, diệt hết người và thú vật khỏi nó, thì dù có Noe, Daniel và Giớp ở đó, Chúa Sê-va phán thật như ta hằng sống, họ cũng chẳng cứu được con trai hay con gái của mình, nhưng chỉ cứu được mạng sống họ nhờ sự công chính của họ mà thôi. Vậy Chúa Sê-va phán, ta lấy bốn sự trừng phạt nặng nề, tức là gươm đao, đói kém, thú dữ và dịch lệ mà giáng trên Jerusalem để hủy diệt người và thú vật trong đó. Tuy nhiên, này, những người còn sót lại, kể cả con trai, con gái, sẽ được đem ra khỏi xứ và họ sẽ đi đến với các ngươi. Các ngươi sẽ thấy đường lối và việc làm của họ thì sẽ tự an ủi mình về tai họa ta đã giáng trên Jerusalem, tức là mọi điều ta đã giáng trên nó. Phải, họ sẽ làm cho các ngươi được an ủi khi các ngươi thấy đường lối và việc làm của họ, và các ngươi sẽ hiểu rằng chẳng phải là vô cớ mà ta đã giáng mọi điều ấy cho Jerusalem. Đức Sê-va phán vậy. Đoạn 15. Dân Israel như cây nho vô dụng. Có lời Đức Sê-va phán với tôi, hỏi con người, thân cây nho so với các cây khác có gì tốt hơn không, và nhánh nho so với các cây rừng thì có gì hơn không? Người ta có thể lấy rổ nó để làm việc gì không? Có dùng làm chốt để treo vật chỉ được không? Không, nó sẽ bị ném vào lửa để làm củi, và khi lửa đã đốt hai đầu và khúc giữa cũng cháy thì nó còn dùng được vào việc gì? Này, khi nó còn nguyên cũng chẳng dùng được vào việc gì, huống chi là khi lửa đã thiêu nuốt và nó đã bị đốt cháy thì còn dùng làm gì được nữa.
Vì thế, Chúa Giê-hô-va phán như thân cây nho giữa các cây rừng mà ta lấy làm củi ném vào lửa, thì ta cũng sẽ phó cư dân Jerusalem như vậy. Ta sẽ hướng mặt ta chống lại họ, họ sẽ khỏi lửa, nhưng lửa sẽ thu đốt nọ. Và khi ta hướng mặt chống lại họ, thì các ngươi sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va. Ta sẽ làm đất này hoang vu vì họ đã phản bội ta. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin Chúa nguyện ban phước lợi cho quý vị và hết thảy hội thánh của Chúa. Mong ước lời Chúa hôm nay sẽ khích lệ quý vị trong bước đường theo Chúa mỗi ngày.